Ủa người hả? Trời đứng đó coi tivi. Anh Linh đi đâu đây? Cát Tường. Anh đi mua tivi. Còn em đi đâu? Em cũng đi mua tivi nè, mà không biết lựa thương hiệu nào hết á. Anh nói nghe, từ năm 1997 đến nay, Tiến Đạt được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. Vậy hả? Một trong 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam. Chưa hết đâu, năm 2001 Tiến Đạt còn được cấp giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001-2000. Tôi nghe anh Linh nói vậy chắc đó giờ anh toàn là xài sản phẩm điện tử của Tiến Đạt thôi phải không? Không những anh xài, mà bên ngoại bên nội ăn xài thì Tiến Đạt hết trơn. Bây giờ anh giới thiệu em hai mẫu mã rất quan trọng, hai dòng sản phẩm. Đây là TV LCD, màn hình rất mỏng, mỏng như bánh tráng. Dưới đây là Slim Fit, màn hình siêu phẳng. Em sẽ chọn dòng nào? Thôi bây giờ em quyết định chọn cái LCD TDA này nè. Cái này lấy xuống giùm em đi. Lấy xuống luôn. Thôi không có lấy. Mình tới đây là để nhân viên phục vụ. Nhân viên Tiến Đạt dễ thương lắm. Mình chỉ cần chỉ thôi là sáng mai nằm ngủ mở mắt ra thấy TV trước mặt rồi. Vậy là em chọn đúng ý anh rồi. Anh cũng mua TV này. Vậy là hai anh em mình Mỗi người một cái. Em mua được cái TV rồi mừng quá à. Vâng. Nhưng mà biết sao không? Trời giờ nóng nực lắm. Em phải gắn thêm phòng khách em cái máy lạnh. Để em đi kiếm hết. Thôi là đây. Giới thiệu với em luôn. Đây là máy lạnh của Tiến Đạt. Có luôn, khỏi đi đâu cho mệt đúng không? Tiến Đạt cũng có máy lạnh nữa hả? Có, sao không có. Máy lạnh Tiến Đạt có tác dụng hút ẩm nè. Không chỉ có vậy thôi đâu nha, mà còn bộ lọc khử mùi nè, lọc khí độc nè, bộ lọc ion âm nè, tăng cường oxy, diệt khuẩn và lọc sạch bụi luôn. Dữ vậy hả ta? Thôi tôi lấy cái này luôn. Thôi, lấy cái máy lạnh này luôn. Ừ. Vậy là giống ý anh rồi, anh cũng lấy cái này luôn. Ủa, nhưng mà rồi bảo hành sao? Trời ơi, cái này còn dễ ẹt nữa. Anh nói em nghe nè ha, các trạm bảo hành, chi nhánh bảo hành của Tiến Đạt có trên khắp mọi nẻo đường đất nước, ở đâu cũng có. Mà đặc biệt nha, nhân viên của Tiến Đạt rất dễ thương, tân tình, chu đáo nữa, có trách nhiệm nữa chứ bộ. Ủa vậy là em cũng yên tâm luôn rồi, cảm ơn anh nha. Mua sản phẩm của Tiến Đạt là số 1. Số 1.